để khẳng định mình. Thầy chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu một cái bài học rất quan trọng. Đó là cái bài học về phát sinh loài người trên trái đất của chúng ta. Theo các em thì loài người có từ đâu? Loài người của chúng ta có từ đâu? Thì các em biết rằng là quan niệm ngày xưa có rất nhiều cái quan điểm khác nhau về loài người. Ví dụ như người Việt cổ của chúng ta. Người Việt cổ của chúng ta thì cho rằng là cái người Việt của chúng ta là có nguồn gốc là con của ông Lạc Long Quân với bà Âu Cơ. Mà chúng ta hay còn gọi là con rồng cháu tiên. Là vì Lạc Long Quân là xuất thân là rồng một loài bò sát âu cơ là một loài chim hay gọi là tiên chim và có cái sự giao phối giữa âu cơ và lạc long quân đẻ ra một cái bọc 100 trứng đẻ ra một cái bọc cái mới đang là chỉ có bò sát rồi chim thì mới đẻ trứng thôi còn thú của chúng ta là đẻ đẻ con cho nên là bẻ ra một cái bọc một trăm trứng Và một trăm trứng đấy Sinh ra một trăm người con Một trăm người con đó được gọi chung là đồng bào Đồng bào là một cái từ để chỉ rằng là Cùng chung một bào thai ban đầu Cái chữ đồng bào là như vậy Chữ đồng bào Cùng chung một bào thai theo truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Cái chữ đồng bào đấy được sử dụng để kêu gọi sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt từ xa xưa đến nay. Trên trong cách mạng cũng như trong thời xưa người ta dùng thuật ngữ đồng bào để kêu gọi sự gắn bó đồng đoàn kết, đoàn kết để chống lại kẻ thù, đoàn kết để vượt qua khó khăn của thiên tai đoàn kết để giúp nhau trong sản xuất kinh doanh trong săn bắt hải lượm. đấy là truyền truyền thuyết về người việt cổ là lạc long quân và âu cơ còn theo thuyết của thuyên chúa giáo thì cho rằng là toàn bộ loài người trên trái đất của chúng ta là con của cặp vợ chồng Adam và Eva Adam và Eva là hai người ở nhà trời Do vi phạm nội quy của của vườn địa đàng Của nhà trời Ăn táo của trời Khi không được phép Cho nên bị đày xuống hạ giới Và sinh con đẻ cái Hình thành loài người ngày nay Vân vân Rất nhiều cái truyền thuyết về nguồn gốc của loài người trên trái đất của chúng ta rất nhiều truyền thuyết mỗi truyền thuyết đều có một căn cứ riêng nhưng không chứng minh được bằng căn cứ khoa học mà chỉ là những suy luận giả thuyết mà thôi không chứng minh được cho nên những truyền thuyết đấy không được gọi là học thuyết khoa học không có căn cứ khoa học làm minh chứng. Hiện nay thì các nhà khoa học hiện đại đã tìm ra được các cái bằng chứng cụ thể và các nhà khoa học đã khẳng định rằng loài người của chúng ta cũng như các loài sinh vật khác được tiến hóa từ các loài sinh vật trước đó. Mà cụ thể là loài người của chúng ta được tiến hóa từ loài vượn người cổ đại cái vượn người cổ đại đã hình thành nên loài người chúng ta và hình thành nên loài vượn người ngày nay hiện nay trên thế giới hiện nay thì có loài người và có bốn loài vượn người bốn loài vượn người thì các loài vượn người và loài người đều có chung một nguồn gốc đó là loài người, loài vượn người cổ đại. Đây. Vượn người cổ đại tiến hóa dần dần thành đây là người vượn. Đây là người cổ đại dùng công cụ lao động là rìu đá. Và người hiện đại thì dùng các công cụ lao động được con người chế biến một cách tinh xảo hơn. Và hiện nay các em biết rằng là nhờ có công cụ lao động hiện đại mà loài người chúng ta đã phát triển đến đỉnh cao của văn minh. Trong đó có văn minh về xã hội loài người. Thì bài hôm nay thầy để giới thiệu một cách khái quát nhất về sự phát sinh loài người và sự phát triển của loài người. Đồng thời thầy phải đưa ra những dự đoán về xu hướng tiến hóa của loài người trong tương lai. Đây, em ghi bài vào nhé. Thứ nhất là quá trình phát sinh loài người hiện đại. Phát sinh tức là sinh ra các em ạ. Sinh ra gọi là phát sinh. Các nhà khoa học đã đưa ra các cái bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người. Tức là người chúng ta có những bằng chứng tiến hóa từ động vật. Ở trong cái chương trình hiện nay thì cái cái bằng chứng này là sách cho khoa người ta giảm tải nhằm tải bởi vì cái bằng chứng này thì đưa vào để tham khảo thôi Thầy vẫn giới thiệu các em đây là bằng chứng này các em thấy là cái bộ xương đây là bộ xương của các loài động vật đây đây là loài người Nhá, đây là vượn người các em thấy này người và vượn người cơ bản giống nhau chỉ khác nhau về bộ xương sườn thì cái này vượn người nó thòng xuống nó dài ra tai thẳng này đấy xương ngồi thì ra nhỏ hơn họ dài hơn đấy còn xương đùi của ta thì thẳng còn vượn người thì cong vì nó đi long khom mà đấy tay thì nó chân trước của nó thì dài còn chân trước của ta là tay đấy là ngắn hơn chân bàn chân của nó dùng để cầm nắm trên nó thế này nó có những sai khác nhất định nhưng mà nhìn cơ bản là giống nhau và so với bộ xương của ếch đây bộ chân của ếch thì bộ chân của ếch bộ xương của ếch và bộ xương của vượn người và người cùng có các xương tương tự nhau xương đùi này xương chân này đây bàn chân của ếch này năm ngón này tang vậy năm ngón đây Bàn chân của ếch và bàn tay của người đều có các ngón nó tương tự nhau Tương tự nhau Đây Cho nên là đây là một loài chim đây. Cho nên là về bộ xương và về các thành phần Nó tương tự nhau Đây là loài dơi loài Dơi Dơi như loài chim nó dơi 1, 2, 3, 4, 5 Cho nên là Từ cái bộ xương này chúng ta thấy rằng là Bộ xương của người là Có đặc điểm Tương tự Cấu tạo tương đồng tương tự Với bộ xương của Các loài thú Loài thú Và ngay cả các loài ếch nhái Bò sát thì cũng tương đồng với chúng ta Như vậy là Bằng chứng thứ nhất về nguồn gốc động, động vật của loài người đó là bộ xương Bộ xương chúng ta và bộ xương của các loài động vật có xương sống. Chim thú, ếch nhái đều tương đồng với chúng ta. Thứ hai là chúng ta thấy các nội quan. Đây là nội quan của vượn người. Đây là người. Thì các nội quan của người và vượn người cùng tương đồng với nhau. Như vậy thứ nhất là bộ xương này. Bộ xương của người và vượn người là tương đồng này Có các phần tương tự nhau này Thứ hai là các cỡ nội quan này Tim này Gan này Thần này Phổi này Thì giữa người và thú là tương tự nhau Đây Người Cùng có phổi Cùng có tim có gan bên này Vượn nó cũng tương tự như vậy Tương tự với ta hoàn toàn Quả tim lớn Quả tim của một con lợn với quả tim của con người Nó tương đồng với nhau Về cấu tạo nó bằng nhau Về các ngăn tim cũng có bốn ngăn Vòng tuần hoàn của người cũng có hai vòng tuần hoàn Vòng tuần hoàn của các loài thú, loài chim cũng hai vòng tuần hoàn Nó như vậy cả Đấy. Cho nên là bên cạnh bộ xương thì các nội quan Não bộ vân vân. Đây Hộp sọ đó, đây là loài tinh tinh Tức là một, một loài vượn người Vượn người có bốn loài Tinh tinh Vượn gorilla đười ươi Và vượn gibbon Bốn loài vượn Bộ răng của vượn người và bộ răng của người Vượn người thì các em biết rằng là ăn thức ăn Là không được nấu chín Gọi là thức ăn thô Thức ăn thô nhưng bộ răng của vượn người Thì nó hô răng hô răng hô và thô hơn còn bộ răng của người chúng ta thì rắn đều và thẳng đều và thẳng Đấy. và các loài vượt người ngày nay gorilla vượn, đuổi ơi tinh tinh các loài vượt người này đây là vượn gibbon các loài tinh 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 này là thông minh nhất Tinh tinh là gần Có đặc điểm gần giống với người nhất Như vậy giống nhau về bộ xương Giống vào nội quan Giống nhau về các cái đặc điểm Hình thái cơ thể Một con vườn Một con tinh tinh chẳng hạn Là nó nhìn đi Nó đi có tương đối thẳng Nó gần giống với người Tất nhiên trí tuệ thì nó không bằng Nó thua xa về trí tuệ Nhưng nó vẫn có nó vẫn có trí khôn tinh tinh nó vẫn phát triển về não não bộ phát triển não bộ nhé như vậy thì qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta kết luận rằng là người và động vật có nguồn gốc gần gũi với nhau và người ta kết luận rằng là người có nguồn gốc từ các loài động vật người là một loài thú chúng ta đều có cấu tạo đều có bồi nhiễm sắc thể bồi nhiễm thể của ta là hai n bằng bốn sáu đều bị đột biến khi có tác nhân đột biến thì phát sinh các bệnh tật di truyền có thể bị ung thư có thể bị thế này thế kia đều bị cả cho nên là người có nguồn gốc từ động vật vậy thì từ động vật nó tiến hóa thành loài người bằng cách nào Tại sao lại vượt người cổ đại Nó lại tiến hóa được thành người Thế vượt người cổ đại Vượt người cổ đại Đà tiến hóa thành hai nhánh Một nhánh là loài người Ngày nay Và một nhánh là Các loài vượt người các loài vượn người ngày nay một nhánh là loài người và những các loài vượn tức nó thành hai nhánh như vậy loài người thích nghi với đời sống xã hội lao động và đời sống văn minh xã hội các loài vượn thích nghi với đời sống hoang dã dạ, có trong tự nhiên các loài vượn hoang dã dạ, nó leo trèo nó săn bắt các cái loài thú Sát bắt các cái loài động vật như là côn trùng như là động vật bậc thấp để ăn và nó hái lượm hái quả để ăn đào củ hái quả bắt côn trùng để ăn thích nghi đời sống tự nhiên còn loài người chúng ta lại thích nghi đời sống văn minh vậy thì tại sao nguyên nhân chính nào làm cho người vượn người cổ đại đã tiến hóa thành loài người ngày nay đâu là nguyên nhân chính thì chúng ta nghiên cứu vấn đề hai lớn chúng ta nghiên cứu cái phần hai lớn là người hiện đại và sự tiến hóa về mặt văn hóa đấy các em xem chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh mô tả về cái quá trình phát sinh loài người ngày nay Ta nhìn thấy nhá. Đây. Hơn 4 triệu năm về trước. Đây. 4. Nhìn thấy rõ nha. 4 triệu năm về trước. Hơn 4 triệu năm về trước thì tổ tiên của loài người chúng ta là vượt vượt người tổ tiên của chúng ta. Cái loài vượn người này sử dụng các cái đồ dùng bằng gỗ ví dụ như là các cái que các cái cái gậy có sẵn trong tự nhiên các cái đồ dùng có sẵn trong tự nhiên một cái que thì nó cầm nắm để nó để nó tấn công con mồi hoặc nó tự vệ chứ nó chưa biết chưa biết chế tạo ra các cái que chưa biết bẻ cành ra để làm que mà các cái que có sẵn nó gầy rồi nó có sàn thì nó sử dụng dụng cụ có sàn sau đó khoảng 3 triệu năm tức là một triệu năm sau 3 triệu năm 3 triệu năm thì bắt đầu biết sử dụng các cái đồ dùng bằng đá đây văn minh hơn và đây gọi là người vượn chuyển từ vượn người sang người vượn tức là đã có những nét đặc trưng của loài người đó là biết sử dụng công cụ lao động biết sử dụng công cụ lao động là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh dấu dấu hiệu của loài người là lao động và khi biết sử dụng công cụ lao động này thì bắt đầu tạo ra nhiều sản phẩm và cơ thể bắt đầu phát triển phát triển về não bộ phát triển về hình dáng thay đổi nguyên nhân nào có sự thay đổi về hình dáng từ chỗ đi lom khom sang đi thẳng dần thì nguyên nhân là có cái nhân tố sinh học cái quá trình phát sinh loài người vượn người này thứ nhất là chịu sự tác động của các nhân tố sinh học chịu được tác động của các nhân tố sinh học Nhân tố sinh học chúng ta học ở quá trình hình thành loài mới và các nhân tố tiến hóa thì có 5 nhân tố tiến hóa. Đó là đột biến. Đó là giao phối không ngẫu nhiên. đó là chọn lọc tự nhiên đó là các yếu tố ngẫu nhiên và đó là di nhập gen Đấy Có 5 nhân tố như vậy Trong đó Cái quá trình phát sinh của loài người chúng ta Chịu sự tác động chủ yếu Của ba nhân tố này Đó là cách đây khoảng 4 triệu năm 3 triệu năm về trước Thì Ở vùng Bắc Phi Có cái hiện tượng là phát sinh đột biến. Đột biến chuyển đoạn mà sau này là người ta gọi là chuyển đoạn Robertson làm cho nhiễm sắc thể của vượn người dính lại từ 2n bằng 48 trở thành 2n bằng 46. Có sự chuyển đột biến rất lớn ở những sắc thể. Phát sinh đột biến. Và quá trình giao phối cận huyết đó là loài vượn người của chúng ta ngày xưa từ chỗ leo trèo ở trên cây sau đó chuyển xuống sống ở trong hang. Khi sống trong hang thì trở thành từng nhóm từng nhóm và giao phối giao phối gần ở trong trong từng nhóm hang một. Cái nhóm vượn người sống ở hang của tỉnh Quảng Bình thì nó chỉ có quan hệ giao phối với nhau mà không giao phối với nhóm người sống ở trong hang ở những tỉnh khác. Bởi vì hang đồng hang đá, động hang đá là không không phải là nhiều. Nó ý kiến nó tập trung, Cừng động như vậy đã tập trung rất nhiều cá thể vượn người thành từng nhóm nhỏ. Thì giao phối không ngẫu nhiên. Và quan trọng nhất là chọn lọc tự nhiên. Loài vượn người sống ở trên cây được chọn lọc tự nhiên tiến hành theo hướng là cá thể nào thích nghi với leo trèo thì sống sót Cá thể nào không thích nghi với leo trèo Thì bị loại bỏ Và nó chọn lọc theo hướng thích nghi với leo trèo Cho nên là tay, chân thì chân trước thì dài Người thì long khom Để leo trèo cho dễ Nhưng Thời kỳ cách đây 3-4 triệu năm về trước Thì trái đất Băng hà Nhiệt độ của trái đất Lạnh xuống Một thời gian dài làm cho lá cây cây rừng rung cây rừng rung lá để lại những cái khoảng trống và nguồn thức ăn là quả của cây thì khan hiếm và lúc đó tổ tiên của loài người chúng ta một bộ phận truyền xuống sống ở dưới mặt đất không leo trèo lên cây nữa truyền xuống mặt đất để đào củ để ăn để ăn run ăn dế ở phía đất san mồi mặt đất và khi chuyển xuống mặt đất thì chuyển sang là dáng đứng thẳng lúc đó chọn lọc tự nhiên sẽ ưu tiên cho những cá thể nào đứng thẳng thì nó mới dễ dàng di chuyển còn đi long khom thế này thì khó di chuyển hơn đi không khó di chuyển hơn cho nên chọn lọc tự nhiên là tác động để giữ lại những cá thể đi đứng thẳng và khi đi, đi thẳng thì hai chi trước được giải phóng nếu mà đi lom kho này thì chi trước cùng thành chân thành chân nhưng đi thẳng thế này thì chân chi trước được giải phóng và khi được giải phóng thì nó sẽ cầm nắm và nó trở thành công cụ lao động và đấy là dấu mốc quan trọng để hình thành xã hội loài người sau này đó là hai chi trước được biến đổi theo hướng để thích nghi với chức năng lao động cầm nắm các dụng cụ lao động không dùng để di chuyển mà hai chi sau dùng để di chuyển còn vượn người thì cả bốn chi dùng để di chuyển Thế em trên đấy là ba nhân tố tiến hóa ngoài ra còn có thể chịu tác động của yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen nhưng mà hai nhân tố như này thì không đóng vai trò đặc biệt quan trọng mà ba nhân tố trên mới là quan trọng trong quá trình phát sinh loài người đấy được gọi là các nhân tố sinh học chiều được tác động của các nhân tố sinh học này thì nó cũng giống như các loài sinh vật khác đó là các nhân tố tiến hóa và từ đấy thì bắt đầu phát triển càng ngày càng phát triển dán đứng thẳng được củng cố những người nào đi lông khom thì bất lợi bị loại bỏ dần những người nào đứng thẳng này thì ưu thế và khi đứng thẳng thì bồ nào được giải phóng bồ nào khi đi lông khom bồ nào cúi thế này còn đi đứng thẳng bồ nào thế này và bán cầu đài nào sẽ trùng lên phía trên cùng Đi thẳng thì đôi tay được giải phóng Đi thẳng thì tầm mắt được nhìn xa Đi thẳng thì các nội quan ở trong ruột này được sắp xếp Theo một trật tự của người đi thẳng Tất cả những cái đó tạo thuận lợi để loài người phát triển Nào bộ phát triển Đây nào bộ lại phát triển rất to Người vườn nào bô thì 450 đến 750 Thể tích chỉ từng này thôi Nhưng mà đến người đứng thẳng Đã lên đến 850 1 100 rồi Đây người cổ đại Ngàn tư người hiện đại ngàn bảy Thể tích của bán cầu đại nào rất lớn như vậy 1.700 ml Đây là 1.7 lít đây. Chúng ta biết rằng là 1,7 lít nước là bao nhiêu? Thể tích của sò này chúng ta chứa đựng được 1,7 lít nước. Ta hiểu như vậy. Đây. Đây là công cụ lao động. Các cái dụng cụ bằng đá đây là người gọi là người nguyên thủy đây. Còn đây là dụng cụ hiện đại. Và quá trình này chịu tác động của nhân tố sinh học Tròn lọc Và sau này là hình thành nên loài người Bây giờ xã hội là người chúng ta có chịu tác động của nhân tố sinh học nữa hay không? Xã hội là người chúng ta bây giờ có chịu tác động của nhân tố sinh học nữa không? Có không? Bây giờ có bị đột biến nữa không? Vẫn có Có bị cho lọc tự nhiên có không? Vẫn có Nhưng mà ngày nay thì tác động của các nhân tố sinh học Nó không rõ nét nữa Và khả năng để hình thành nên một loài người mới có cấu tạo cơ thể khác biệt hoàn toàn với chúng ta là gần như không xảy ra. Mà ngày nay chỉ còn là tiến hóa về mặt xã hội mà thôi. Tiến hóa về mặt xã hội. Và chúng ta xem một số hình ảnh. Đây là cái loài người Homo habilis là người khéo léo, biết sử dụng cái mảnh xương này, hòn đá này để làm công cụ lao động đây là đập là dùng con đá để đập cái mảnh xương này, đập cái gỗ này vân vân, chế tạo công cụ lao động, biết chế tạo ra những cái công cụ lao động hết sức thô sơ, công cụ bằng đá đây, tức là rìu đá rồi kim khâu bằng đá vân vân là những cái đấy. Còn sống thì hiện nay chúng ta thấy đang chưa có quần áo để mặc, Vậy làm gì đã có sản, sản xuất ra quần áo đâu? để tạo ra quần áo người xưa người ta nuôi tầm người ta lấy cái tơ của con tầm rồi người ta đan thành các cái tấm vải gọi là tơ tầm hoặc người ta trồng cây bông rồi người ta lấy sợi bông người ta dệt thành tấm vải đấy nó phải như vậy mới tạo ra vải chúng ta được không đơn giản đâu các em ạ đây chế tạo lao động, động nhá bị chế tạo người có hình dạng của người nhưng mà đang rất thô sơ. Còn người Hemerotus tờ này đứng thẳng rồi đây. Nhìn cơ bản giống với chúng ta. Tất nhiên khuôn mặt thì không được thông minh, đúng chưa? Người chúng ta bây giờ rất thông minh. Bộ xương sọ. Còn Erectus, đây là người này bắt đầu sống thành từng đoàn đấy biết dùng lửa dùng lửa để nướng thức ăn và lửa này lấy từ đâu ra lửa này người ta lấy từ các cái trận các cái đợt cháy rừng khi rừng bị cháy trong tự nhiên thì nắng nóng kéo dài có thể dần tới tạo ra những đợt cháy rừng mà khi rừng bị cháy như vậy khi rừng bị cháy như vậy thì xác của các động vật bị chết xác của cá bị chết do nước nóng chết xác của động vật chết thì người cổ đại này đã dùng xác đó để làm thức ăn và thấy rằng ngon từ đấy họ bắt đầu biết giữ lửa họ đưa cái lửa đấy về trong hang của mình rồi họ đưa củi cho nó ngọn lửa nó cháy liên tục để nó duy trì ngọn lửa và người ta dùng ngọn lửa đó để sưởi ấm, để nướng thức ăn, đấy, và đấy là bước ngoặt quan trọng trong văn minh loài người. trong những cái hang có người cổ đại sống ngày xưa, người ta phát hiện ra những cái hang có than dài đến 8 mét, là vì cái đống lửa đấy có thể kéo dài mấy chục ngàn năm. cứ thế nó đưa vào lửa vào nó duy trì, duy trì như vậy, thì không bị mất đi. nếu bị mất đi thì không, không lấy đâu ra lửa cả. Ngày nay chúng ta biết chế tạo ra lửa rồi, chứ ngày xưa không biết chế tạo lửa. Chân lấy lửa từ tự nhiên rồi duy trì nó bằng cách liên tục đưa củi vào. Mà nó cháy liên tục như vậy. Cháy qua mấy chục ngàn năm. Đấy. nó liên tục duy trì cuộc sống trong hang như vậy. Duy trì. Người này sinh ra và trong hang thì nó sống theo bầy đàn. Một người một con cái có thể kết cặp với rất nhiều con đực và một con đực có thể kết cặp rất nhiều con cái và sinh con chung chạ với nhau trong một nhóm như vậy không có cái hôn phối như loài người chúng ta hiện đại đâu đây gọi là người nguyên thủy sống chung như vậy Đấy, nhưng mà đã bắt đầu biết chế tạo công cụ lao động và bắt đầu có năng suất lao động được tăng lên bắt đầu biết trồng cây biết biết nuôi động vật để ăn chúng ta nền nông nghiệp của chúng ta bắt đầu từ cái việc là săn bắt và hái lượm hái lượm tức là hái các loại cây cỏ có sẵn trong tự nhiên thì người ta đưa về người ta ăn nhưng mà về mùa mưa lũ về mùa rét mướt thì lấy đâu ra mà mà hái thì người ta bắt đầu biết trồng các cái cây đấy ở ngay các cái cửa hang của mình để chủ động hái khi mưa lũ không đi được hoặc động vật săn bắt không phải khi nào cũng sát được vậy khi không sát được chết đói à trên người ta phải hình thành thói quen là nuôi nuôi động vật con bắt con non về nuôi cho nó quen dần sau nó cho sinh sản và đẻ ra từng đàn tạo ra các loài các loài lợn loài gà loài vịt sau này gà của chúng ta nuôi bây giờ là bắt nguồn từ gà rừng lợn chúng ta nuôi bây giờ là bắt nguồn từ lợn rừng nó thuần hóa và qua nhiều đời tạo ra các giống lợn ngày nay do phát triển của loài người nó chọn lọc nó như vậy đấy các em ạ Chứ vốn gì loài người chúng ta là một là một loài động vật Giống như các loài động vật khác Nhưng vì biết lao động Cho nên là thầy giới thiệu cho các em như vậy Bộ răng nó phát triển Đây người hiện người này nhìn có vẻ gần giống như người chúng ta rồi Đây biết dùng các cái gậy Để săn cá, săn thú Vân vân Và đây là người hiện đại Như vậy người hiện đại và sự tiến hóa văn hóa thì chúng ta biết rằng là hiện nay cấu tạo cơ thể của chúng ta là gần như không có sự thay đổi nhiều nữa mà có sự thay đổi về mặt văn hóa sự tiến hóa về văn hóa là xã hội loài người xã hội loài người được hình thành và phát triển hình thành và phát triển nhờ cái gì các biết không? Nhờ lao động. Lao động là cái đặc điểm quan trọng nhất để giúp phát triển xã hội loài người của chúng ta. Trong cái thời tiền sử thì con người tổ tiên chúng ta đã biết dùng hòn đá, cái gậy để làm công cụ lao động. Và sau đó để biết chế tạo công lao động Và chính lao động đã phát triển thế nào Chính lao động đã nâng cao năng suất Chính lao động đã hình thành đời sống văn hóa Chính lao động thì con người mới bắt đầu Có đời sống tâm linh Tự nhiên trời mưa, tự nhiên trời nắng Nguyên nhân vì sao Và sau này chúng ta khoa học chúng ta phát hiện Giải thích được nắng mưa là là cái gì là do cơ là Nhưng thời xưa người ta không biết được Và người ta sinh hình, hình thành đời sống tâm linh Thần sống, thần mưa, thần mặt trời đều là thần cả do một xíu lực thế lực của đó gây ra cho nên là thời xưa là loài người chúng ta đang còn mông muội cho nên mới nghĩ như vậy ngay cả cái chuyện là sơn tinh thủy tinh cùng là thần thánh hóa sơn tinh là một vị thần núi thủy tinh một vị thần ở trên biển hai bên đều vì là muốn lấy công chúa mỹ nương mới đánh nhau hai vị thần và từ đấy hình thành nên thần mưa thần thần núi đấy, thần tức là thần thánh hóa các sự vật nhờ lao động qua lao động thì con người mới phát triển trí tuệ mới phát triển đời sống văn hóa mới phát triển nhận thức mới có sáng tạo chứ các em phải cố gắng lao động trong quá trình lao động mình sẽ nảy ra các ý tưởng chứ tại sao lãnh đạo cần phải đi vi hành lãnh đạo ngồi trong bàn làm việc, ngồi trong phòng lạnh thì không thể biết được ngoài kia thế nào. Mà đi vi hành ở ngoài dân thì mới phát hiện ra những vấn đề và sáng tạo ra các vấn đề gắn với thực tiền. Phải như vậy, phải gắn với thực tiền, phải gắn với đời sống. Quá trình chúng ta quét cái nhà, chúng ta dùng chổi quét cái, cái sân nhà hoặc quét cái sân, thì quá trình đấy chúng ta sẽ sáng tạo ra quét thế nào để cho nó sạch quét thế nào để cho nó nhanh, quét thế nào để không gây bụi bẩn trong không khí. Chứ có nhiều người không biết, không biết làm đâu. Đấy, Chứ nhờ lao động. Lao động là quan trọng nhất để phát triển loài người. Và lao động đã hình thành nên chúng ta ngày nay. Lao động tạo ra sản phẩm. Lao động phải viết tắt lao động tạo ra sản phẩm cho xã hội. Lao động giúp hình thành mối quan hệ xã hội. Trong quá trình lao động, người nào giỏi đứng lên làm thủ lĩnh, người nào yếu hơn thì phải phải theo sự chỉ đạo người khác. Và tạo ra cái sự phân hóa về xã hội Người làm việc này người làm việc kia Lao động hình thành mối quan hệ xã hội Lao động Giúp Phát triển trí nào Và tư duy Lao động phải phát triển tư duy và sáng tạo đấy thì lao động là quan trọng là quan trọng bên cạnh lao động thì loài người hiện nay được định hình bởi các cái nhân tố xã hội đó là đạo đức đó là văn hóa đó là pháp luật Con người chúng ta được phát triển Về mặt xã hội Được phát triển về mặt xã hội Là nhờ Là nhờ cái này Là nhờ Pháp luật Nhờ pháp luật Phải có pháp luật thì con người chúng ta phát triển được nếu không có pháp luật sẽ phát triển cách tùy tiện và trở về với động vật nhờ có pháp luật đạo đức tín ngưỡng tâm linh tất cả những cái này sẽ giúp loài người chúng ta phát triển về mặt xã hội. Trong một lớp học có nội quy của lớp, trong một nhà trường có nội quy của nhà trường, nội quy đấy chính là pháp luật. Trong một ngôi làng có quy ước của làng, đấy chính là pháp luật. Trong một đất nước có các điều luật về hiến pháp và các điều luật, các bộ luật. Nếu không thì xã hội sẽ loạn cả lên và có đạo đức, có tín ngưỡng, có tâm linh vân vân. Cái đạo đức nó không chế chúng ta. Có những cái pháp luật không kiểm soát được chúng ta. Nhưng đạo đức kiểm soát chúng ta. Có những cái pháp luật không kiểm soát hết được. Chứ cái đạo đức là rất quan trọng. Chúng ta làm chúng ta cảm thấy ấy náy với đạo đức, ấy nãy với mình. Cho nên chúng ta phải từ bỏ đi Cho nên nó trở thành đạo đức Thành văn hóa Thì nó phát triển Cho nên cái xã hội này người chúng ta Nó phát triển là nhớ như vậy Và ngày càng phát triển thêm Cho nên các em biết rằng là Tại sao người ta gọi là con người Con người gọi là con người là vì bản thân chúng ta có hai phần một phần là phần con một phần là phần người phần con này chính là cái phần sinh học của chúng ta chúng ta có muốn ăn chúng ta muốn sướng chúng ta muốn chơi chúng ta muốn thỏa thích chúng ta muốn được khen ngợi đấy là phần con cái phần thỏa mãn các nhu cầu thể xác của chúng ta ăn nhu cầu thể xác nghe nhu cầu thể xác muốn những lời hay ý đẹp muốn khen vân vân đấy là phần con của chúng ta phần con đó có bản chất từ động vật nhưng có một cái phần quan trọng đó là phần người Phần người đó là đạo đức Đó là văn hóa Đó là nếp sống Đó là danh dự Vân vân phần người Chúng ta sống vì phần người Sống vì danh dự Sống vì danh dự của chúng ta Cái, cái phần người này sẽ sống mãi Sau cái phần con chết đi Trở về với đất Không còn trên cuộc đời này nữa Nhưng phần người có thể vẫn còn sống mãi ví dụ newton newton em biết không thời gian rất lâu rồi bây giờ vẫn sống mãi mendel vẫn sống mãi các bác vẫn sống mãi hồ chí minh vẫn sống mãi rồi là lý công uẩn một vị vua cái đây hơn một ngàn năm lịch sử vẫn sống mãi thân người đấy cái sống mài đấy là do cái phần người của họ Để lại cho đời sau Để lại uy tín Để lại danh dự Cho chúng ta phải Phải lưu ý rằng là con người chúng ta là có hai phần như vậy Phần con luôn luôn Thôi thức chúng ta Để thực hiện các cái dục vọng Ví dụ Buổi trưa rồi nghe mùi thơm Thức ăn là phần con trồi dậy Muốn chúng ta đi ăn Nhưng Phần người sẽ kiểm soát nó. Nếu khi đó công việc chưa xong, nếu khi đó mọi người đang làm việc mà mình bỏ đi ăn thì liên quan đến danh dự, liên quan đến đạo đức, liên quan đến nội quy và phần người phải kiểm soát phần con. Đói cũng phải ngồi, đúng không? Học đến 10 giờ đêm rồi buồn ngủ quá muốn ngủ nhưng mà bài tập chưa xong. Ngày mai sờ cô, sờ bạn, cười, trên phần con thì muốn đi ngủ nhưng phần người thì thôi thúc phải làm. Chắc chúng ta văn minh của chúng ta do phần người, mà phần người này là do pháp luật, đạo đức, tín ngưỡng, tâm linh xây dựng lên. Và mỗi con người chúng ta nhờ phần người. Có những người phần con này bị thiếu thốn. Ví dụ những người tàn tật, người khiếm thị, người khiếm tính, người tàn tật chân tay. Nhưng Họ vẫn rất nổi tiếng Vì phần người của họ rất tuyệt vời Cho nên có một phần con khỏe mạnh Như thầy và các em là một điều tuyệt vời rồi Vậy chúng ta phải xây dựng phần người cho mình Hãy học những người Không may phần con bị khiếm khuyết Nhưng họ vẫn rất nghị lực Họ vẫn rất có ích cho xã hội Họ vẫn trở thành những người nổi tiếng Các em thấy có vĩ đại không? Thế thầy muốn nhấn mạnh các em điều đấy Và cái tiến hóa của loài người chúng ta bây giờ là sản phẩm của một quá trình tiến hóa Từ xưa đến nay Trong đó phần con là do các nhân tố sinh học chi phối Còn phần người là do các nhân tố xã hội chi phối Tiến hóa của phần người cho nhân tố xã hội Tiến hóa của phần con cho nhân tố sinh học là đột biến Chọn lọc tự nhiên cho với không ngẫu nhiên Vân vân Đấy là toàn bộ cái bài hôm nay Các em tìm hiểu thêm nhé Tìm hiểu thêm chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo là phần về sinh thái hẹn gặp lại các em ở phần sinh thái